Thưa sư, con có nghe lại bài lời dặn dò cho bậc mới xuất gia của sư Giác Nguyên giảng, trong đó có câu Pali mà con không hiểu câu đó. Sư có thể biết câu đó giúp con không, và câu đó nằm trong bài kinh nào? Con chỉ nhớ là: này các tỳ kheo, tuyệt đại đa số phụ nữ đều có khả năng ngoại tình. Con thấy bây giờ nhắc tới chuyện ngoại tình nhắc tới chuyện ngoại tình thì vẫn có, và đa số là người nam mà. Thứ nhất á, là nói về cái câu Bali thì sư có nghe lại, thì cả bản thân sư khi mà nghe lại cái câu đó sư cũng không có viết ra được. Có thể là nó nghe không có rõ, là sư cũng không viết ra được câu đó. Cái thứ hai, tuy nhiên mặc dù là sư không viết ra được, nhưng mà sư nhớ là ở trong kinh Tạng á, nó có một câu như thế này: sa chê la phê tha khả năng qua ra hồ qua ni man ta căng qua pi la phê tha ta đi săn sắp bà quá ít thi ca di rùng nú bà păng anh nhăn a lách tha pi tha sắp pi na sách thìn tí. Tức là gì? Cái này ở ở một ở trong trong kinh Tạng, tức là gì? Nếu như cái này ngài này gì ta, trong meeting vấn đáp, của Hòa Thượng Giới Nghiêm. Hòa Thượng Giới Nghiêm thì có dịch cái đoạn Pali này như thế này: những người nữ ở trên thế gian này dễ làm điều đê hèn, thấp thổi, tà hạnh, nếu như họ có đủ điều kiện là thời gian, nơi kín đáo, có người đàn ông dụ dỗ, chọc ghẹo họ. Đừng nói là người trai có sắc đẹp, khỏe mạnh mà người trai xấu xí tầm thường, người nữ vẫn bị quyến dụ như thường. Đây sư mở ra để cho quý vị dễ thấy ha. Đây là nguyên văn của Bali. Đây là cái bản dịch ha, bản dịch. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Nghiêm. Đấy. Còn ngài Chánh Thân á thì ngài dịch cái đoạn này như sau. Nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo, hoặc có kẻ mời mọc là người vừa ý, tất cả nữ nhân cũng có thể làm điều xấu xa với cả người què quặt khi không đạt được kẻ nào khác. Tức là như thế nào? Người phụ nữ nếu như có điều kiện, đó là gì? Cái có được cái lúc thuận tiện, cái thời gian thích hợp, cái chỗ kín đáo, và cái kẻ mời mọc á là cái người vừa ý, thì tất cả nữ nhân cũng có thể làm cái điều xấu xa ở đây, tức là có thể làm cái việc ngoại tình nếu như được ba cái điều kiện này ha. Lúc thuận tiện ha, chỗ kín đáo, rồi thuận tiện ở đây là cái lúc mà phụ nữ họ sẵn sàng á, ha, rồi họ dễ bị quyến rũ.
rồi cái chỗ kín đáo tức là không có ai biết, không có ai biết, hoặc ít nhất là không có người quen biết họ. Rồi và cái kẻ mời mọc là người vừa ý. Trước khi mà sư nói nhiều hơn thì sư nhắc cho quý vị nhớ cái chuyện này. Ở trong bài kinh này, Đức Thế Tôn nói về phụ nữ. Điều đó không có nghĩa là Ngài nói đàn ông thì không có ngoại tình. Tại vì nếu như mà đàn ông mà họ không có làm cái điều tà hạnh á, thì phụ nữ họ làm cái chuyện tà hạnh đó với ai? Ừ? Cái gì cũng phải có đối tượng chứ. Tuy nhiên sư nhớ hồi nhỏ đó, ở trong nhà có khi mà dạy dỗ, kỵ cái chỗ này, khi mà đang dạy cái đứa nhỏ này thì ví dụ như nó hư á, lôi nó ra dạy nó cho ăn đòn á, thì cái chuyện này là kiêng kỵ nè, nó không được lôi cái lỗi của đứa khác ra để ăn đòn chung với nó. Bởi vì khi nó lôi ra thì nó có hai trường hợp. Một á, là nó nghĩ là lôi đứa khác ra thì không một mình nó bị đòn, ít nhất phải có thêm một đứa nữa bị đòn chung với nó mới chịu. Cái thứ hai là nó nghĩ là khi nó làm như vậy là cái tội nó sẽ nhẹ hơn. Đó là chuyện kiêng kỵ. Cái lỗi của con á, cái lỗi của con á, dạy con là dạy riêng con, không, cái lúc này không phải là cái lúc mà đi con mét mét lỗi của đứa khác, không có được cái chuyện đó, không có được chuyện đó. Và ở trong cái phần này cũng được, cũng vậy. Ở trong tạng luật á, trong tạng luật á, có một đoạn như thế này nè. Tức là vị tỳ kheo phạm lỗi và những vị khác cũng phạm cái lỗi đó. Khi vị này sám hối, vị này có đề cập đến cái việc là vị khác cũng phạm lỗi. Thì vị trưởng lão mới nhắc nhở đó như thế này. Sư lo phần của sư đi. Còn người khác có phạm lỗi hay không thì mắc mớ gì tới sư. Dính dáng gì tới sư. Tức là ở đây. Quý vị đang hỏi về cái người nữ có khả năng ngoại tình hay không, thì sư lôi cái kinh mà nói về người nữ ra để cho quý vị thấy, rồi mắc mớ gì lôi đàn ông vô đây. Quý vị nghĩ là khi mà mình lôi đàn ông vô đây đó thì đàn ông họ cũng sai, thì tức là một là chửi thì chửi chung, hai là khi mà cái lỗi của người ta thì có thể là sẽ biện minh cho mình được hay chăng. Ừ? Lỗi ai lo chuyện của đó. Sẵn là sự nhắc để cho quý vị thỏa mãn ha, thỏa mãn sự bức xúc. Tức là gì? Những bài kinh mà Đức Thế Tôn nói về cái việc ngoại tình của phụ nữ nó ít hơn rất là nhiều so với những bài kinh Đức Thế Tôn cảnh báo về cái dục của đàn ông nha. Cho nên á, là quý vị rồi đó, nếu mà muốn muốn thỏa mãn cái sự mà mét mét lỗi, mét lỗi thì nó sư nói cho quý vị nghe. Rồi bây giờ nói về phụ nữ nó kẹt một cái nữa. Bây giờ đa phần á, là lo nuôi mấy ông sư là toàn mấy cô mấy bà quý phụ nữ, mà bây giờ sư nói quá là coi như sư chết đói luôn nha. Rồi cái người hỏi này là phải chịu trách nhiệm nha. Sư thì sư không biết là cái người hỏi đó, cái người hỏi là bao nhiêu tuổi. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc ngoại tình nó tế nhị này đó, ít nhất là phải là người nữ mà trải qua hôn nhân, ít nhất là đã kết hôn qua 5 năm, tối thiểu là kết hôn sau 5 năm. Bởi vì sau khi 5 năm á, thì họ trải qua đã qua rồi cái giai đoạn mà ngọt ngào của tình yêu, của hôn nhân. Sau 5 năm đó, thì họ sẽ đối diện với cái sự thật, cái bản chất, cái bộ mặt của ông chồng, bản chất bộ mặt của hôn nhân, và họ sẽ tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Khi đó đó họ hẳn trả lời
cái câu này là nếu như mà có cái thời điểm thuận lợi, à, cái chỗ kín đáo không ai biết mình, mà cái người mình ưa đó, cái người mình vừa lòng cũng dụ dỗ mình, thì mình có ngoại tình hay không? Những con người đó thì mới có cái tư cách trả lời. Và sư biết có những người phụ nữ, có những người phụ nữ khi mà họ còn gần gũi chồng của họ đó, khi họ còn gần gũi chồng của họ thì tiền bạc không mua được họ, tiền bạc không mua được họ, và trong cặp mắt của họ chỉ có chồng của họ thôi. Mình có thể xem họ như là những người phụ nữ chuẩn mực và gọi là nết hạnh, à, trinh tiết nết hạnh, nhưng mà chỉ cần mà vắng bóng anh chồng, vắng bóng anh chồng sau một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như chồng đi công tác nước ngoài, hoặc là chồng đi biển, hoặc là vì cái lý do nào đó mà vợ chồng xa nhau, tức là thời gian thuận lợi, hoặc là cô vợ cô ở một cái nơi không ai biết cô hết, là có cái người quyến rũ cổ, mà cổ cũng vừa ý. Sư biết có những con người mà trước đó họ từng tự hào họ là người nết hạnh, trong cặp mắt của họ ngoài trừ chồng của họ ra họ không còn biết bất kỳ một người đàn ông nào khác, và khi mà họ trong cặp mắt của họ chỉ có chồng của họ đó, dù cho tiền bạc con bằng núi đưa cho mặt họ, họ cũng vẫn dưng, nhưng mà chỉ cần những điều kiện nó xảy ra là họ ngoại tình. Thành thử không có nói được cái gì hết. Sẵn thì nhắc luôn cái chung kinh Trung Bộ. Ha, Trung Bộ Đức Thế Tôn nói cái gì? Cái người vị tỳ kheo hiền thiện á, ta không nói là vị đó là hiền thiện, mà chỉ khi nào mà vị đó gặp những cái thử thách, ví dụ như thiếu thốn thực phẩm, chuẩn bị chết đói tới nơi rồi, hoặc là người ta đụng chạm đến lợi ích của vị đó, thì khi đó trước những cám dỗ đó, trước những cái thử thách đó mới biết được vị đó có phải tỳ kheo hiền thiện hay không. Tương tự trong cái chuyện này cũng vậy. Có thể bây giờ mình tự hào mình là một người rất là ok, và thật sự hiện tại bây giờ mình là một người rất là ổn, và mình không thể tưởng tượng được tại sao lại có thể như vậy. Nhưng mà nhớ về mình cho, đó là khi mình chưa chịu thử thách. Tới hồi mà mình gặp cái thử thách đó, á, mình gặp cái thử thách, lúc đó mình mới có tư cách trả lời. Còn bây giờ mình chưa gặp thử thách, á, cái đời sống xung quanh mình vẫn là một màu hồng, mà mình vẫn tin tưởng cái khả năng kiềm chế, kiểm soát của bản thân mình vẫn rất là tốt, thì mình thấy cái chuyện này là vô lý. Chỉ khi nào mình đụng chuyện á, chỉ khi nào tự thân mình trải nghiệm đụng chuyện á, mình mới biết là lời nói của Phật là đúng hay sai. Xưa nay vốn dĩ là như vậy. Ngay cả bản thân sư thì sư cũng không dám nói là mình miễn nhiễm với bất kỳ cái gì. Không dám nói mình miễn nhiễm với bất kỳ cái gì. Mặc dù bây giờ á, là với cái giới đó, với cái giới đó, thì ít nhất là mình phải rất là kinh sợ đối với cái giới. Ừ. Nhưng mà đó, trong cái trí tưởng tượng của sư hiện tại, ngay hiện tại bây giờ, sư nghĩ là nếu như mà có một cái cô phụ nữ mà cổ khỏa thân, mà cổ nhào, cổ ôm mình, mình vẫn sẽ vùng dậy mà mình chạy ra ngoài để mình giữ cái giới, mình cứu mạng của mình. Nhưng sư nhắc đến gì biết, đó là trong suy nghĩ, đó là trong lý thuyết, đó là cái mà sư nghĩ sư là sẽ làm, và sư muốn làm, sư thật sự muốn làm như vậy. Nhưng thực sự khi cái chuyện đó nó xảy ra, khi cái chuyện đó nó xảy ra thực sự đó, lúc đó mới tính, lúc đó mới tính. Bây giờ mình nói rất là giỏi, tới hồi mà cái chuyện cái thử thách đó, lúc đó mới tính. Thành thử cái chuyện của gì hỏi thì có thể bây giờ mình rất là ổn, nhưng đến cái lúc mà gặp cái chuyện thử thách đó, lúc đó mới biết được là cái lời Phật nói là đúng hay là sai nha.
Và nói để cho quý vị gọi là thỏa mãn cái việc đổ lỗi cho người khác. Tức là cái chuyện xấu không chỉ một mình xấu, người khác cũng xấu. Đó là rất là nhiều bài kinh Đức Thế Tôn cũng cảnh báo những cái người đàn ông là phải cẩn thận với phụ nữ. Bởi vì cái lòng dục của mình á khi mà chưa chịu kích thích một cách đúng, mình chưa biết được là mình là người như thế nào đâu nha. Xin thưa là có đối với những người đàn ông, có những người người phụ nữ kiểu gì thì, nhưng mà họ có cái gọi là có cái sở thích của họ. Chỉ cần được gặp đúng cái người mà đúng cái sở thích của họ thì lúc đó mới biết là cái khả năng định lực của họ là cao hay là thấp. Chính bởi vì như vậy, Đức Thế Tôn luôn luôn căn dặn các cái thầy tỳ kheo là luôn luôn phải cẩn trọng, đặc biệt với nữ sắc. Đừng bao giờ quá tự tin. Đừng bao giờ quá tự tin. Bởi vì thường anh chết ở chỗ anh tự tin.